Tùng Anh và bạn Nhật Anh đi công viên Yên Sở đấy các bạn. Hôm nay các bạn ý sẽ tìm hiểu về động vật dưới nước. Các bạn sẽ tìm hiểu về động vật dưới nước cho các bạn xem ạ. Động vật dưới nước và khám phá các loại rau củ các bạn nha. Bây giờ Tùng Anh sẽ mở bài ra để con sẽ dạy em học, dạy em Nhật học nhá, được không? Con là cháu. Bạn Tùng dạy em đi con. Gì đây? Con này là con gì bạn Nhật Anh ơi? Con gì nhỉ? Con này là con gì con? Tùng Anh con gì? Con cá mực. Tiếp theo. Con cá nhựa, giỏi quá. Con mở bài tiếp nào. Con gì đây? Không biết đúng không? Con cá đuối. Con là đuối. Đúng. Tiếp theo là con cá gì? Con cá heo. Bạn Nhật con cá gì? Cá heo. Giỏi. Tiếp theo ạ. Con gì đây? Con cua. Con cua. Giỏi quá. Con này là con gì con? Con gì? Con gì? Con gì? Không phải con rắn. Con gì nhỉ? Giống con rắn là con gì? Con lươn. Con lươn. Đúng rồi. Tiếp theo. Wow, con gì đây con? Con cá sấu. Con cá sấu à? Bạn Nhật Anh con gì đây con? Cá sấu. Đúng. Đây. Con sao. Con sao biển. Giỏi quá. Con sao biển. Bạn Nhật Anh có biết không nhỉ? Tiếp theo. Con cá điếm. Đúng rồi, con cá điếm. Con nụ. Đây là con cá gì? Cá voi. Cá voi. Đây là con cá gì? Cá màu cam. Cá màu cam. Cá vàng. Cá vàng. Ôi chứa, giỏi quá. Em Nhật trả lời đúng rồi. Em Nhật bảo con chứa. Anh Tùng Anh bảo không biết. Thế là anh Tùng Anh không biết bằng em rồi. Bây giờ hết bài động vật dưới nước, chúng ta chuyển sang bài rau củ nha. Rau củ nha. Bây giờ con mở đi. Wow, quả gì? Quả chua. Bạn Nhật quả gì đây con? Quả chua. Đúng rồi. Tiếp theo. Củ gì? Củ gì đây? Tận rau. Củ rau. Củ chu hào. Củ chu hào. Tiếp theo ạ. Củ gì đây nhỉ bạn Nhật Anh nhỉ? Con. Ăn nhiều kẹo sâu răng đấy bạn Nhật Anh vừa bảo ăn nhiều kẹo sâu răng mà. Các bạn ăn nhiều kẹo đấy. Củ gì đây nhỉ? Củ hành tây. Củ là đây. Đúng rồi. Quả gì? Quả gì nhỉ? Quả gì đấy bạn Nhật nhỉ? Bạn Nhật. Không biết. À con không biết ạ? À? Quả dưa chuột. Quả dưa chuột. Đúng rồi. Tiếp theo ạ. Quả gì ạ? Quả gì bạn Nhật hay ăn nhỉ? Quả chuột. Quả gì? Quả đỗ. Quả đỗ. Đây là củ gì? Quả xoài. Nhìn lại xem là củ gì đây nhỉ? Quả xoài. Bạn Nhật củ gì đây? Củ gì? Không nhớ à? Củ khoai lang. Con hay ăn mấy đây. Tiếp theo. Củ gì nhỉ? Quả gì đây? Không biết. Bạn Nhật quả gì? Quả khoai. Ô, quả khoai. Quả bí ngô đi các bạn ạ. Quả bí ngô. Bí ngô. Bí ngô. Gì đây? Quả gì? Quả cà tím. Quả cà tím. Cà tím. Cà tím. Đúng rồi. Cái gì đây nhỉ? Cà ngô. 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 Ngô để ăn. Ngô để ăn đúng rồi. Tiếp theo. Củ gì nhỉ? Không biết. Củ gì bạn Nhật biết không? Ừ. Củ tỏi. Tỏi. Tiếp theo. Củ gì nhỉ? Củ hạt. Củ lạc. Đây là gì? Rau. Rau cải. Rau cải. Rau cải kìa đấy các bạn. Tiếp theo, đây là củ gì nhỉ? Củ xoài. Quả la tây. Quả khoai tây. Bạn Tùng Anh trả lời đúng rồi ạ. Bạn Tùng Anh giỏi quá. Đây là gì? Rau. Rau gì? Rau bắp cải. Rau bắp cải. La tây. Khoai tây con. Củ khoai tây. Hết bài. Hết bài đấy ạ. Bạn Tùng Anh, bạn Nhật Anh giỏi quá. Hello. Bài này ngon hợp bụi. Cách đi bài. À, cất bài đi, chúng ta sẽ đi về nhé các bạn nhá. Được không ạ? À?